Hai, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở con mu lục địa Loren rồi. Xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay là một cái video mà mình sẽ hướng dẫn những anh em chơi dạng cái kiểu giống như là chơi solo này mà, chơi kiểu một mình ấy và cũng không có team mà cũng không có bạn bè gì hết. Đấy. Và nhiều khi những anh em mới nữa nên thành ra không có biết cái cách mà để mà cài gen với lại cài ép làm sao cho nó hiệu quả ha. Ok, và cái video này mình sẽ đề cập đến vấn đề đó. Có thể đúng hay sai, ý lộn mà có thể thiếu. Nên anh em có thể đóng góp ở phần comment ở dưới ha. Những anh em nào đã biết rồi á thì có thể comment ở dưới phần bình luận ở dưới để mà anh em chúng ta cùng nhau trao đổi ha. Ok anh em. Nhưng mà trước hết thì mình cũng giới thiệu lại luôn cái đại lý Su ADNX Dũng Đoàn anh em à. Đấy. Hiện tại cái đại lý này đang hợp tác với bên mình ha, thì anh em có thể liên hệ ở đây để mà có thể nạp, đây là bảng giá luôn đó, anh em có thể nhìn thấy ha. Tính ra chiết khấu như thế này thì nếu mà những anh em mà chơi mà thường xuyên nạp á thì mình nghĩ là nó rất là lợi này, mà rất là lợi ha, rất là lợi cho anh em nếu mà chơi đường dài. Ok, phần thông tin này mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần giới thiệu dưới video nha anh em. Ok, phần comment anh em à. Ok rồi, quay trở lại nè, mình cũng có để ý rằng á là rất nhiều anh em đang chơi mới, và những anh em có nhiều anh em mà chơi dạng solo luôn em, mà kiểu giống như là chơi một mình luôn, đi cày cấp hay đi làm gì cái này nọ cũng một mình hết. Mà anh em biết rồi đó, cái việc đó, cái việc mà anh em cày mà để mà reset được một lần thôi á, y chang như trúng số này mà y chang trúng số luôn, mà nói thế. Tại vì một mình anh em mà để mà anh em cày á thì cái tỷ lệ mà cái ép của anh em nó lên rất là chậm anh em, mà anh em phải đánh được một con quái thì nó mới lên được một lần. Còn cái này nếu mà đồng đội anh em đánh thì anh em cũng được lên, đúng không? Ok, nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa vô trong đội luôn ha. Rồi, và mình sẽ nói lại trước phần mà ép nha anh em, cái phần ép ha, hiện tại mình chưa ở trong tổ đội ha. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em như thế này, những anh em nào biết rồi có thể xem cho vui, còn những anh em nào mà chưa biết thì cũng có thể comment ý kiến của anh em ở bên dưới ha. Ok, anh em vào phần BT, BT gần ha, anh em xin nhanh như mình. Đó. Xin nhanh phát. Đang ngủ đây, đang ngủ đây. Đã có tổ đội, ok. Nó bấm nó lên đã có tổ đội là mình đã gia nhập một cái tổ đội nha anh em. Rồi, 5 người, anh em thấy không? Ok, Dark Lord nè, DK nè, Magid nè, con Sút nè, con F nè, đúng y bài luôn. Đấy. 5 người anh em à, 5 người. Nhưng mà anh em đi phải mở cái map lên để anh em xem là cái team mình đang nằm đâu. Đó, mình chạy qua ha. Chứ còn anh em đừng có vô tổ đội xong anh em đứng chơi mình cũng như không. Mình phải đứng gần đấy. Và với việc này anh em sẽ áp dụng cho tất cả các map luôn nha anh em, tất cả các map ha. Ví dụ anh em muốn đi cái map nào, anh em đang ở cái map nào thì anh em cứ BT y chang như vậy đó, cứ vô BT ha, BT đó, vô BT gần xin nhanh ha, đó là ok thôi anh em à. Và ví dụ anh em vô cái tổ đội đó mà anh em cảm giác mà nó không thích thì anh em cũng có thể thoát để mà anh em kiếm lại một cái tổ đội khác để mà cho nó ok hơn. Nhưng mà nhiều khi trong map, nguyên cái map tách canh này nó chỉ còn một cái tổ đội như thế này thôi thì anh em bắt buộc cũng phải vào lại cái tổ đội này ha. Thường thường là nó sắp xếp theo cái kiểu giống như là năm lát anh em à, sắp xếp theo kiểu năm lát, gọi là ngẫu nhiên á, kiểu mà anh em xin nhanh á là nó sắp xếp theo kiểu năm lát ha, ấy ngẫu nhiên. Nên thường thường mình xin vô cái là vô nguyên cái tem là ngon lành anh em à, thấy không? Mình chưa đụng con quái nữa là bồ mình đã kiếm cho mình một được một mớ ép rồi anh em đấy. Và cái việc này sẽ giúp anh em lên cấp nó rất là nhanh đấy. Chứ còn mà nếu một mình anh em mà để mà đi cày cái kiểu này thì thực sự nó rất là lâu nhưng mà rất là lâu ha. Ok, đây là một trong những phần để mà anh em có thể cày ép cho nó hiệu quả rồi. Còn cái việc mà anh em có thể sắm bét á nè, như con gấu trúc để nó nhân lên được 25% ép nữa nè. Thì nếu anh em thích chơi có điều kiện á thì anh em cứ chơi, còn nếu mà không chơi thì khỏi, không cần anh em, mà cứ chơi tàn tàn vui vẻ được rồi. Tại vì vốn dĩ con game này á nó cài rất là dữ dằn luôn thì nó mới đạt được một kết quả nó phải là ngon nhất. Còn nếu mà dạng mà anh em chơi giải trí á thì đừng có mong là mà đua top, mình khuyên thật cái đó mà cũng đó là điều chắc chắn anh em, mà đó là chắc chắn ha. Chúng ta không cần phải có top nhưng mà chúng ta cần có một cái niềm vui ở trong con game ha. Ok, chơi game thì phải có niềm vui rồi, cái điều đó mới là quan trọng anh em ạ. Rồi, về cái phần mà gen đi, về phần gen thì mình cũng sẽ nói lại luôn cái chỗ này ha, là con bé.
Anh em nếu mà anh em không phải là một người đua cấp á, gọi là vượt bậc quá, thì anh em nên sắm một con tuần lộc này, mà một con tuần lộc nha. Như hiện tại mình đang đeo con tuần lộc đây, mình đánh từ hồi mà 5 giờ hôm qua, bây giờ là 6 giờ mấy, gần 7 giờ rồi, 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi mà nó vẫn chưa chết anh em ạ. Nó vẫn chưa chết và nó đã kiếm cho mình được đâu đó tầm cỡ 24 củ anh em ạ. 24 củ gen ha. Nói từ củ nghe nhìn hấp dẫn, nghe nó hoành tráng anh em ạ. Ok, 24 triệu gen ha. Đấy. Như vậy là một ngày thì mà qua nay là mình cũng không có treo nhiều nữa, nói chung mình chơi chung với ông anh, mỗi anh em vô chơi được chút 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 ạ, nhưng mà cũng kiếm được 24 triệu ha, 24 triệu gen. Thì anh em biết rồi, một ngày kiếm được nhiêu đó thì mình cũng có thể xây sở, mình có thể làm những hoạt động giống như reset hay này nọ đồ cũng đỡ lắm anh em mà. Đấy, đó là một cái điều rất là quan trọng. Và với lại á, khi mà anh em đã có con tuần lộc này rồi á, thì anh em sẽ rảnh tay lắm, anh em rảnh tay thì anh em đi đi bem quái ha, anh em đi bem quái nó sẽ hợp lý hơn, hợp lý hơn là cái việc mà anh em chạy tới chạy lui để anh em nhặt gen nhặt đồ đồ này nọ các kiểu. Nhưng mà nếu mà anh em đang trong một cái team năm ngon lành như thế này á, thì anh em có thể khỏi cần con tuần lộc, tại vì á, là những con quái mà nó vừa mới ra anh em có để thể để ý ha, trong cái team năm này của mình, những con quái mà nó vừa mới ra là năm người, bốn người kia là có thể là bem sạch sẽ rồi, nên cái việc mà mình vừa chạy vừa bem, vừa chạy vừa lụm đồ này nọ vẫn có thể được, ok ha. Đó, đó là một cái điều mà khi mà chúng ta nhặt gen đó làm sao cho nó hiệu quả, ok. Với lại nếu mà chúng ta phải đi sự kiện đồ này nọ rồi đánh mấy con boss vàng, boss rồng vàng đồ này nọ nữa này mà, thì mới kiếm được một lượng gen nó tương đối là nó khủng, gọi là khủng á, khủng. Còn nếu mà anh em dạng chơi vui quá thì anh em chỉ cần chơi giống như tầm cỡ mình đi thôi, đó là đã đủ vui rồi em à. Sau này sẽ đồ đạc đồ này nọ các kiểu nó sẽ rất là nhiều luôn, lúc đó anh em tha hồ mà sắm, lúc đó anh em tha hồ mà sắm rồi mình lên đồ này nọ mình chơi thôi ấy, chứ không cần phải những ngày đầu mình phải đua này nọ quá dữ, tại vì rất nhiều người người ta rảnh rỗi. Còn đối với một số anh em thì mình biết là cái khung thời gian một ngày nhiều khi chỉ có khoảng chừng cả 7 giờ tối tới 9 giờ tối thôi là được rảnh rỗi thôi, nên thành ra cái việc mà nếu mà cày cuốc quá thì chắc chắn là không thể làm được, đúng không anh em? Với lại mà chơi trên điện thoại thì mình nghĩ là để mà cắm chuột nó rất là cực luôn, rất là cực. Vì vậy mà anh em nào mà đang chơi một mình hay là không có đủ thời gian á, thì một số thứ nãy giờ mình nói ha, đi đi trai thì mình phải vào mình xin nhanh vào một cái tổ đội ha, một tổ đội, ok. Xin nhanh anh em cứ bấm xin nhanh là tự động nó xin thôi, map nào cũng vậy, map nào anh em cứ chuyển map thì anh em rời tổ đội ha. Khi mà anh em chuyển map rồi thì anh em rời tổ đội và anh em xin nhanh tiếp nó để anh em vào một cái tổ đội khác đó, ok. Là như vậy là hiệu quả để mà trong cái việc mà anh em cài ép nè đó, cài ép ha. Còn gen thì giống như hồi nãy mình nói đó, con tuần lộc hôm qua này mình mua nó 150 kim cương nhưng mà nó vẫn chưa chết anh em à. Đấy, và nó kiếm cho mình được tầm cỡ 24 củ gen, gần 25 củ gen rồi, thì quá là ok anh em à, quá ok rồi. Đối với mình thì nhu cầu giải trí mình tầm đó thì mình cảm thấy là vừa vừa vặn rồi, thì mình cũng không cần thiết nhiều nữa đấy. Rồi à, mình cũng nói lại luôn một số cái thứ mà một số cái comment, một số cái comment mà đang ở trên những video của mình á, thì khá nhiều anh em hỏi vấn đề là cái skill, cái kỹ năng á, mình sẽ lụm ở đâu hay mua ở đâu. Thực sự thì trong tất cả các map á, là nó đều có góp cái kỹ năng rồi anh em à, góp cái skill rồi ha. Vì vậy mà anh em chỉ cần đi chơi và anh em lụm thôi, nó khá đơn giản rồi. Và anh em để ý một điều này như thế này nè, thường thường á là những cái con quái nha, những con quái mà nó sử dụng tuyệt chiêu như thế nào á, thì nó góp cái skill cái đó, cũng như đồ này mà, cũng như đồ đạc vậy đó, thì nó sử dụng đồ đạc gì thì thường thường đánh nó gớt cái đồ y chang vậy, ok. Rồi, như vậy là một số thứ mình về vấn đề cài ép với lại mà cài gen dành cho những anh em mà dạng như bận rộn hay là chơi một mình thì anh em có thể thoải mái hơn ha, ok. Chứ mình thấy nhiều anh em chỉ chơi một mình mà đứng cài đấm đuối luôn đấy. Nên thành ra nhiều khi nó cũng phí thời gian mà nó lại không hiệu quả nữa mà, đúng không? Nó phí thời gian mà lại không hiệu quả. Ok. Rồi thôi, mình cũng sẽ dừng ở video tại đây ha.
Nếu anh em có những ý kiến nào nó thêm nữa trong video của mình thì anh em comment bên dưới để anh em chúng ta cùng nhau thảo luận với nhau ha, để mà có một cộng đồng chơi game cho nó vui vẻ ha. Ok. Rồi, mình xin chào anh em nha. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.